Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại và đến với kênh Ala Jamie. Mình là My, sinh năm 1984. Hôm nay chúng ta đến với nhau chủ đề thịnh vượng tốt đẹp nào đang đến với bạn nhé. My chuẩn bị 3 viên đá màu sắc khác nhau để chúng ta chọn tụ. Khuyến khích bạn sử dụng trực giác của mình để xác nhận xem viên đá màu nào bạn yêu thích nhất, tương ứng sẽ là tụ bài của bạn. Hoặc chúng ta có thể nhắm mắt lại, hít thở thật sâu 3 hơi không suy nghĩ gì hết. Sau đó bạn mở mắt to ra. Mắt bạn chạm phải viên đá màu nào đầu tiên thì đó tương ứng sẽ là tụ bài mà vũ trụ hướng năng lượng của bạn đến để chọn. Bây giờ mình sẽ lấy lá bài đại diện chọn tụ. Bạn có thể sử dụng các lá bài đại diện chọn tụ để lựa chọn tụ bài yêu thích của mình nhé. Tụ 1. Xin vũ trụ cho tụ 1 biết sự thịnh vượng tốt đẹp nào đang đến với tụ bài số 1. Bạn nhận được lá bài là Bali. Tụ 2, xin vũ trụ cho tụ 2 biết sự thịnh vượng tốt đẹp nào đang đến với tụ bài số 2. Bạn nhận được là Hermit, ẩn sĩ. Tụ bài số 3, xin vũ trụ cho tụ 3 biết sự thịnh vượng tốt đẹp nào đang đến với các bạn tụ bài số 3. Bạn nhận được lá bài là Hai Xu. Chúng ta đã có đầy đủ 3 tụ bài, bây giờ mình sẽ đi ngay vào trong việc giải bài. Xin chào tất cả các bạn, tụ 1, đây là viên đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Tụ 1, chúng ta đang xem năng lượng thịnh vượng nào đang mang đến điều tốt đẹp gì cho các bạn tụ bài số 1. Trước khi đi vào trọng tâm, hãy cùng nhau làm sạch năng lượng trải bài của tụ bài số 1 nhé. Ở từ cái lá bài đại diện chọn tụ của các bạn, đây là một cái lá bài nó cho chúng ta thấy một cái tần số năng lượng nó rất là vui tươi. Bạn nhìn thấy là ba chú mèo nè. Đó, ba chú mèo đang kiểu giống như là đang nhảy nhót, đang vui vẻ, cụng ly, chúc tụng với nhau về một cái điều gì đó. Và chúng ta đang tìm xem cái năng lượng của cái sự thịnh vượng mang đến điều tốt đẹp hay là may mắn, bất kể điều gì mà nó thịnh vượng cho các bạn tụ bài số 1. Thì từ lá bài đại diện chọn tụ đầu tiên nó đã thổi cái năng lượng tổng của cả trải bài của các bạn rồi. Vậy thì ở đây chúng ta đang thấy nó có cái niềm vui nè. Rồi, ngay bên dưới là Lady thể hiện cho một cái sự thay đổi, Stock cũng thể hiện cho một cái sự thay đổi. In the hand là trong lòng bàn tay, the universe is your partner. Vũ trụ bây giờ là đã trở thành đối tác, đã trở thành song hành bên cạnh các bạn tụ bài số 1 rồi. Hope là hy vọng. The star, ngôi sao cũng là hy vọng luôn. Wow, tụ bài số 1. Trải bài này chúng ta có thể sẽ đổi cái chủ đề là phước lành cũng được, chứ không nhất thiết là thịnh vượng không đâu. Bạn hình dung đây là một cái trải bài có năng lượng đẹp. Chúc mừng các bạn. Bất kể cái hoàn cảnh thực tế ngoài đời của các bạn tụ bài số 1, từ thời điểm chúng ta gặp nhau trong cái trải bài này nè, rồi và lùi về phía trước có thế nào đi chăng nữa các bạn, thì mình nhìn được, mình bắt được cái năng lượng với hai cái lá bài mà số 5 kiếm và cái số 5 xu này, hai cái số 5 nó hơi rối rối. Có thế nào đi chăng nữa thì đây là một cái trải bài nó báo hiệu cho các bạn tụ bài số 1, một cái cột mốc của một cái sự chuyển đổi, của một cái sự thay đổi. Mà hỏi sao có cái sự chuyển đổi và thay đổi đó, đây là bạn, the universe is your partner, là dịch sát nghĩa luôn, nó ngộ quá. Vũ trụ là bây giờ thành đối tác với các bạn tụ bài số 1, có nghĩa là song hành. Điều này có nghĩa là tất cả những cái gì mà bạn đã phải đối diện và chịu đựng suốt cái khoảng thời gian vừa qua, vũ trụ thấy mọi việc nó đang nằm trong cái lòng bàn tay, in the hand của vũ trụ. Và từ từ nó sẽ phải có cái giai đoạn chuyển đổi. Với điều kiện các bạn tụ bài số 1, bạn hãy giữ vững cái hope, là cái năng lượng tích cực, một cái sự hy vọng. Thực tế ra tụ bài số 1 Bali kế bên The Star này, cái lá bài The Star nó thể hiện là
tụ bài số 1 trong lòng của bạn vẫn có những cái sự ấp ủ, mày đang cảm giác được có những cái sự ấp ủ, có những cái tia hy vọng để chúng ta có thể thoát ra khỏi, rồi giải quyết được, rồi chuyển đổi và thay đổi được cái hoàn cảnh mà bạn đã phải đang đối diện suốt các khoảng thời gian qua. Nhưng mà về năng lượng thì mình đang nhìn thấy cái lá bài The Star nó xuất hiện như vậy, ngay kế bên lá bài đại diện tròn tụ nó cũng thể hiện một cái năng lượng của cái sự xoa dịu đi, chữa lành đi cho cái vết thương hoàn cảnh, dùng cái chữ vết thương hoàn cảnh. Thì cái vết thương này nặng nhẹ thì mình không có luận bàn tới, nhưng mà mình nhìn mới biết các bạn là suốt khoảng thời gian qua bạn phải hứng chịu rất là nhiều những cái thể chất của các bạn nó bị ảnh hưởng, rồi các mối quan hệ, công chuyện làm ăn, tiền bạc tài chánh, thậm chí một vài những cái mà trong cái chuyện nói năng giao tiếp, rồi những cái bình phẩm bình luận đủ hết các kiểu, thì đấy mới gọi nó là một cái vết thương hoàn cảnh. Thì với lá bài The Star này, nó là mang cái năng lượng xoa dịu, chữa cho nó lành lại cái vết thương hoàn cảnh đó. Điều này có nghĩa là cái sự rối rắm nó đang chuyển, như lúc nãy mới nói với các bạn đó, nó đang chuyển. Cho nên đây là một cái trải bài giống như một cái cục mốc cho các bạn thuộc bài số 1 để bạn có thể có được lại được cái sự vững tin mà nha, có lại được cái sự vững tin là nó đang chuyển qua một cái trường năng lượng, một cái giai đoạn, một cái chu kỳ mới. Vì vậy, ở đây mình đang nhìn thấy các bạn thuộc bài số 1 có những cái ấp ủ, có những cái thủ thế, rồi có những cái sự cầm chừng cầm hơi bất kể mà bạn đang nuôi trong lòng của bạn á. Thì đây cũng là một cái thời điểm mình đang nhìn thấy tụ bài số 1 bạn sẽ không còn cầm chừng, cầm hơi hoặc là ấp ủ thủ thế như vậy nữa. Nó hai cái lá bài này, lúc nãy từ đầu mình đã chỉ hai cái lá bài này cho các bạn, hai lá bài này khiến mình băn khoăn nhiều nhất. Vì bạn bị mắc kẹt trong cái vết thương hoàn cảnh lúc nãy mình nói với các bạn á. Với trái bài này thì nó cũng tạm tạm, không nhanh, nhưng mà nó lâu vừa vừa cho đến lâu đủ. Để nó mới khiến các bạn, nãy mới nói là thủ thế cầm hơi đó. Nhưng với năng lượng trải bài này là một liều thuốc bổ tinh thần cho các bạn. Chỉ mong rằng là các bạn thuộc bài số 1 đây, lá bài này nè, hãy xua tan và bỏ đi cái suy nghĩ mình sao mình không hên, sao mình giống như kiểu là nạn nhân ở trong cái vết thương hoàn cảnh đó. Mong là bạn xóa đi, bỏ đi các bạn nhé. Thì nó sẽ nhanh chóng mà bạn tiếp nạp lại được cái, và bạn nhìn thấy được cái sự chuyển đổi tích cực. Ở đây một loạt các lá bài nó tự bay ra, cả bốn lá bài đều là tự bay ra cả. Romance in the air là có một cái sự lãng mạn ở trong cái không khí, và một cái lá bài ring, chiếc nhẫn, a marriage will take place either romance or business. Rồi ok. Một cái hôn nhân, đám cưới sẽ thay thế chỗ, dù là lãng mạn hay là trong công việc làm ăn kinh doanh. Đấy, thì đây ra mình xác nhận với các bạn, romance is in the air, lại mình nói bạn sự lãng mạn ở trong không khí. Hai cái lá bài này nó không có nói gói gọn nhỏ nhỏ trong cái chuyện yêu đương hay là tình cảm hay là đám cưới gì cả. Mình đọc nguyên gốc tiếng Anh để muốn chia sẻ cái năng lượng trải qua trong cái trải bài này của các bạn thuộc bài số 1 ấy. Điều này có nghĩa rằng là khoảng thời gian vừa qua, cái lúc nãy mình có nói sức khỏe thể chất của các bạn đúng không? Rồi, bao gồm cả cái phần tinh thần, tại vì nó có những cái bình luận hay có những cái nói năng hay có những cái cuộc họp báo hay có bất kể những cái gì mà nó tấn công các bạn về phương diện lời ăn tiếng nói và tinh thần. Rồi, vết thương hoàn cảnh đó, nó đang được chuyển qua đến một cái giai đoạn mọi thứ nó được chữa để cho nó lành, xoa cho nó dịu xuống, cho nên nó mới có cái hai cái năng lượng này. Các bạn hình dung không? Một cái về nguyên thủy, về cái gốc nha. Thì nghe nói là sự lãng mạn và nghe nói đến là cái đám cưới thì chúng ta sẽ hình dung ngay đến là một cái sự cam kết, một cái sự hạnh phúc, một cái niềm vui, một bữa tiệc vui, đúng không? Cái đó là căn bản nha, còn mỗi một cái hoàn cảnh đặc biệt riêng thì mình không nói đến. Nhưng mà về căn bản là như vậy. Và nó có cái năng lượng đó thổi vào trong cái trả bài này của tụi bài số 1. Đó. Ở đây thậm chí có cái này là celebration, fun, enjoyment, là chúc tụng nè, vui vẻ nè và tận hưởng nữa. Đó, cho nên là một loạt các lá bài này nó giống như một cái sự khẳng định cho chúng ta tụ bài số 1, bạn thấy là bạn đang chuyển qua một cái giai đoạn mới. Cho nên là nếu bám với cái chủ đề ngày hôm nay, cái thịnh vượng gì mà đang đến với các bạn, nó mang đến cái điều tốt đẹp gì cho các bạn. Thứ nhất đó là về cái tinh thần của các bạn, thể chất nó cũng đang có dần dần cái sự phục hồi, nhưng mà là về tinh thần của các bạn nè. Rồi, cái thứ hai nữa là nó đang mở ra hẳn một cái giai đoạn mà bạn sẽ có những cái sự thay đổi ở trong công ăn việc làm và cuộc sống. Với năng lượng này, có thể bạn sẽ
Tùy nhé, đây là trải bài chung. My đang nhìn thấy có thể bạn sẽ gặp được một cái đối tác mới. Mới. Họ sẽ rất chi là thiện chí, thiện lành để song hành trong cái công việc làm ăn với các bạn tụ bài số 1. Rồi, có thể bạn sẽ nhận được, hoặc là bạn, nếu không có một cái đối tác xuất hiện hẳn, có thể là bạn sẽ nhận được một cái tin nào đó. Hay là một cái, nó giống như theo kiểu là nó có một cái tin tức, nó có một cái thông báo, nó truyền đến cho bạn và nó làm cho bạn thay đổi hoàn toàn ở góc độ là tích cực hơn. Bạn nhận diện ra lại được đúng bản thân của mình, kéo cái năng lượng của bạn lên và không còn cái sự thủ thế ở đây nữa. Và bạn nhìn thấy được những cái lợi thế xung quanh mình. Rồi, và bạn bắt đầu dấn thân vào trong công việc cuộc sống với cái năng lượng mới hoàn toàn khác, hoàn toàn mà tốt hơn, tích cực hơn. Rồi, sẽ còn ở một cái góc độ là có thể bạn sẽ bắt đầu dám dấn thân và thực hiện một cái ý định. Vì bạn đã bắt đầu là gọi là bỏ đi cái suy nghĩ mà mình giống như là mình là nạn nhân trong cái vết thương vừa nãy mình nói với các bạn đó. Nó có cái năng lượng tích cực trở lại, nó có cái năng lượng chữa lành trở lại, cho nên là có thể là bạn sẽ dám bung ra và bạn dấn thân để mà bạn thực hiện, để mà bạn làm một cái công việc mới của các bạn. Nhưng mà ngay từ lá bài đại diện chọn tụ thì cái trải bài này á, nó thiên nhiều về cái lợi thế của các bạn tụ bài số 1 là về mối quan hệ. Về mối quan hệ, một nhóm nhỏ tụ bài số 1 có thể không chỉ là những cái kết nối mới bạn gặp gỡ đâu, mà có thể sẽ có những cái người bạn cũ, hay là những cái người đồng nghiệp, hay là những cái người mà họ đã song hành, họ giúp đỡ các bạn, đôi khi họ cũng có cái sự liên hệ hay là xuất hiện trở lại. Nó cho các bạn một cái giống như kiểu là kéo tinh thần của mình lên á. Kéo tinh thần của mình lên. Lady và The Empress. Lá bài The Empress này nó xuất hiện trong trải bài của bạn, nó mang năng lượng của sự phước lành. Bởi vì cái lá bài Empress này nó luôn luôn cho chúng ta phước lành và cả thịnh vượng. Cả hai cái thì nó mới đúng. Về mọi mặt, về mọi phương diện trong cuộc sống, bao phủ xung quanh cái lá bài hoàng hậu như thế này là nó đều trọn vẹn cả. Tài chánh nè, đang khôi phục trở lại nè, các mối quan hệ nè, rồi những chất lượng của cuộc sống nhìn chung. Nhìn chung là nó đẹp. Tuy nhiên chúng ta nhìn với nhau cho nó kỹ cái lá bài The Fool này một chút xíu các bạn. Lá bài The Fool này đang thể hiện là mở ra cái chu kỳ năng lượng mới mà tốt cho tụ một đấy. Xin vũ trụ cho các bạn tụ một. Wow, nó tự bay xuống này. Xin vũ trụ cho các bạn tụ một thấy rõ năng lượng của lá bài The Fool. Mình nghĩ đây là những lá bài nó muốn xuất hiện cho nên nó mới như vậy. Rồi. Ha, tại sao lại xuất hiện cái lá bài này? Cái lá bài này á, thực sự là nó giống cái năng lượng của lá bài này, nó vẫn đang cho mình nhìn thấy được ở các bạn tụ bài số 1, bạn vẫn còn một góc độ hơi hơi tâm lý một chút xíu, những cái nỗi lo, những cái nỗi sợ trong lòng của các bạn nó vẫn còn đang bị cái rối của cái giai đoạn trước khi chúng ta gặp nhau trong trải bài này kéo về trước. Cái đó, cái nỗi lo đó nó vẫn còn đang cột chặt cái bạn tụ bài số 1, vẫn còn. Cho nên ở các bạn lúc nãy mình dùng cái chữ cầm hơi, cầm chừng á, bạn vẫn còn lo lắm, bạn không biết rằng liệu chừng như thế nào, vào thời điểm nào và cái gì đây ra sao, mình mới có thể dám dấn thân, mới có thể dám bắt đầu, thậm chí cả một kết nối, thậm chí cả một mối quan hệ. Mối quan hệ kết nối đây mình đang nói chung bạn nha, cái không phải là chỉ nhỏ nhỏ chuyện yêu đương không, tất cả các loại kiểu mối quan hệ trong xã hội như kiểu đồng nghiệp hay là bè bạn vân vân. Ở đây mình đang nhìn thấy là đó, kiểu giống như là dù có kết nối hay là dù mối quan hệ mới xuất hiện hay là dù cơ hội mới bạn đã nhìn thấy rồi, nhưng để mà khởi động nó, để mà bắt đầu ở các bạn tụ bài số 1 thì vẫn cảm giác là bạn không có cái sự chắc, bạn cảm thấy không có chắc chắn, khó tập trung, bạn không giữ được cái sự tập trung. Nó giống như theo kiểu bạn không chắc ăn cái hướng, không chắc ăn cái hướng cho lắm. Không chắc ăn cái hướng. Đó là lý do. Có lẽ là vì như vậy cho nên cái lá bài đại diện chọn tụ lúc đầu khi mình lấy ra mình có cái cảm giác được rằng là có cái chuyện vui, nhưng tụ bài số 1 lại không nhìn thấy được cái niềm vui đó. Thực ra là
thì em press ở chỗ này, thì em press ở chỗ này nè. Đó, giống như là có cái phước lành nhưng bạn lại không nhìn thấy nó như là phước lành. Hoặc là có cái phước lành nhưng bạn lại không tận dụng tối đa được cái phước lành đó. Đó, không tận dụng tối đa được. The universe is your partner. Với cái lá bài là vũ trụ mà bây giờ đã trở thành partner, là cái người song hành, là đối tác với các bạn tụ bài số 1, thì mình nhìn thấy là đây là một cái lá bài khẳng định đó, không có cái gì để bạn phải lo cả. Bây giờ nó giống như theo kiểu là bạn muốn làm gì thì bạn làm đi. Rồi, hoặc là bạn có thể cho mình một cái sự nghỉ ngơi, ngồi đọc một cuốn sách, nghe một bản nhạc hay nhẹ nhàng, hoặc gặp gỡ những cái người bạn chân thành, vui vẻ, tại vì đã có vũ trụ song hành bên bạn rồi. Thì đó, đó là những cái phước lành nhỏ xung quanh mà hình như là bạn chưa. Tụ bài số 1 là chưa, nó hơi bị cấn ở chỗ đó một chút, vì trong lòng của bạn vẫn còn đang rất là nhiều cái lo và cái rối ở trong lòng á. Cho nên nó làm cho cái romance, cái sự lãng mạn nó chưa có thổi được vào trong không khí. Lãng mạn đây có nghĩa là cái năng lượng dịu nhẹ, cái năng lượng xoa dịu, năng lượng chữa lành, nó chưa có thổi được vào trong cái không khí. Ái chà. Đó là lý do cái lá bài The World này. The World này nó mới cắm cái đầu ngược xuống như vậy. Cái lá bài The World này nó cho mình nhìn thấy, tại vì khi mình đặt cái lá bài The Universe is your partner, hai lá bài này là kiểu như vũ trụ đã chấp nhận là sẽ ở bên cạnh các bạn rồi, nhưng mà các bạn thuộc bài số 1 lại không chịu ngồi bên cạnh vũ trụ. Bạn hình dung, đấy là mình vừa nói đấy, phước lành nó tới nhưng mà bạn không có tin vào nó, và để bạn không có tận dụng được vào nó. Bây giờ phải làm sao đây? Tụ 1 bây giờ phải làm sao đây? Thì bây giờ biết đâu. Vì như này, cái nỗi lo của các bạn nó đã được giải quyết bởi thông điệp của trải bài này rồi. Đó. Thành ra là chỉ khi mà bạn thực sự kiểu giống như là bỏ hết tất cả những cái cảm xúc trong lòng. Dám có một cái sự quả quyết, bởi vì thực sự ra cái lá bài này nó cũng cho mi cảm giác được là bạn đang không đánh giá đúng được hoàn cảnh, tình hình của bạn, vì nó bị lấp đầy bởi những cái nỗi lo. Chỉ có một cái là lo thôi. Cho nên nó thực sự nó làm cho cái sự thịnh vượng của trải bài này nè chưa thực sự gọi là bộc phát được. Nó còn đang bị mắc kẹt. Chỉ một nút bấm cuối cùng nữa thôi là mình mới có thể kích hoạt được. Nó giống vậy đó. Vì The Empress này nó vẫn cho mình nhìn thấy bạn đang chuẩn bị tạo ra. Bạn tạo ra cái phước lành luôn, chứ không có phải là đâu ra mà có cả. Tóm lại cái chủ đề này, cái năng lượng này, trải bài này của các bạn tụ bài số 1 là nó có những cái điều mới mẻ đang tới, và bạn sẽ thấy có thể là một người bạn cũ xuất hiện, có thể là cả một cái cơ hội mới, hay là một cái người bạn mới nào đó, hay là một cái đối tác mới người ta xuất hiện rồi, hoặc bạn sẽ có những cái ý tưởng mới chăng, sẽ có những cái cơ hội mới chăng nó xuất hiện rồi, và bạn lo, bạn lần quần đủ hết các kiểu, thì trải bài này đã cho bạn nhìn thấy được cái mới mẻ đó tới là nó không có hại đó. Rồi, chỉ cần bạn đánh giá đúng cái tình hình nó là không có hại, tự bạn tự thẩm định thôi. Rồi, và bạn sẽ thấy được ngay rằng là khi mà bạn có được cái độ yên tâm và giữ được cái năng lượng mà tích cực như vậy, là hy vọng giống như vậy nè. Rồi, và cho mình phá vỡ cái vòng an toàn, là bạn có thể làm cho bản thân của mình nó khác đi rồi. Ở đây mình đang nhìn thấy ở bạn cũng chưa có được cái bình tĩnh, cái cân bằng á. Vì cái lá bài này mang cái năng lượng là âm dương, bởi vì cho nên nó vẫn còn đang kìm hãm các bạn thuộc bài số 1 lại. Chỉ vậy thôi. Như vậy. Thành ra là bây giờ là chỉ một lần bứt phá là bạn sẽ tạo ra được một cái điều mới mẻ, tốt đẹp cho các bạn thuộc bài số 1. Thôi nói như vậy các bạn, mình nghĩ là cái trải bài này mình không có nên kéo dài thêm nữa. Tại vì nó nằm ở rất là nhiều các bạn thuộc bài số 1. Nếu như mình nhìn kỹ năng lượng cái lá bài này, trải bài này, rõ ràng là bạn không đánh giá đúng tình hình được, vì bạn không đủ cái sự tự tin lo đấy. Có nhiều cái lo, nhưng mà lo là nó hợp lý. Nhưng mà bởi vậy cho nên chúng ta mới cần đón nhận những cái thông điệp của vũ trụ như thế này, để cho chúng ta có thể tiết chế được cái sự lo của chúng ta, và mình mới có thể bắt đầu là nắm hướng lại. Nó vậy thôi, tụ bài số 1 nắm hướng lại. Cho nên lá bài đại diện chọn tụ của bạn vẫn thể hiện rằng là bạn sẽ có những cái chuyện vui vẻ sắp tới, sẽ có những cái kết nối vui vẻ, chất lượng sắp tới. Nó là như vậy, tụ bài số 1 nhé. Mình chúc các bạn thực sự có thể chiến thắng được bản thân của mình, lấy lại được cái sự cân bằng, và cho mình được một cái
sự linh hoạt hơn, một cái sự bứt phá. Các bạn thuộc bài số 1 nhé. Chúc nguyện như ý, còn mong phước lành luôn song hành bên bạn. Rồi, hãy luôn ủng hộ Hộ Mi với, bấm vào nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp mình, bấm like, yêu thích video này và cho mình thật là nhiều bình luận và ô bên dưới. Cảm ơn tụi bài số 1. Xin chào tất cả các bạn, tụi 2 đây là Viên Đá và là bài đại diện chọn tụi của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Tụ hai, chúng ta đang xem là sự thịnh vượng tốt đẹp nào đang đến với các bạn. Trước khi đi vào trọng tâm, hãy cùng nhau làm sạch năng lượng trả bài của tụ hai nhé. Mặc dù chủ đề của chúng ta là sự thịnh vượng tốt đẹp hoặc là may mắn nào. Ô, bạn thấy nó vừa mới bỏ cái chuông lên. Xin lỗi cắt ngang, mình vừa mới bỏ cái chuông lên, nó lại bay cái lá bài này ra. Mình nghĩ là nó không ngẫu nhiên cho mi sẽ giữ cái lá bài này trong trải bài của các bạn đến phút cuối. Ô, nó tròn như thế này, mày đặt nó ở đây đến khúc cuối, chúng ta sẽ cùng nhau xem lá bài này là lá bài gì, tự nhiên nó lại bay vào trong trải bài của các bạn. Vậy thì quay trở lại chủ đề của chúng ta là sự thịnh vượng tốt đẹp hoặc là may mắn nào đang đến với các bạn tụ bài số 2. Nhưng mà dựa trên cái năng lượng của trải bài này, xin phép cho mi hỏi trước các bạn, các bạn ấy có đang giống như có một điều gì đó để các bạn đang phải phân tích, suy nghĩ, có những cái sự cân nhắc, đi tìm một cái manh mối hay là đi tìm một cái điều gì đó cho nó rõ ràng, cho nó sáng tỏ để bạn lựa chọn hay để bạn quyết định. Nó có như vậy hay không tụ bài số 2? Nếu có, đây là một cái trải bài đẹp để cho bạn một cái câu trả lời về cái điều đó, về cái điều mà bạn đang suy nghĩ mãi mà nó chưa rõ ràng, nó chưa có thông suốt và chưa có được cái sự cân nhắc quyết định lựa chọn cuối cùng á, nó giống vậy. Nhưng mà nếu mà nói đi thì cũng phải nói lại, vì cái lá bài Five of Pentacles nó xuất hiện trong trải bài của các bạn. Thậm chí cả những con chuột này, những con chuột này nó làm cho mình không thoải mái. Và ở đây nó đang có hai cái lá bài vì nó bay ra theo cặp hai lá bài, nó bay ra theo cặp ba, bộ ba lá bài như vậy, cho nên mình giữ lại. Ở bên dưới này cũng vậy. Dealing a relationship with a younger woman. Giống như mình đang phải đối diện hay là có một cái mối quan hệ với một cái người mà có thể là giới tính nữ trẻ hơn. Rồi, quan trọng ở cái chỗ này là take care or there will be a loss of material wealth. Cái lá bài này nó cẩn thận cân nhắc về cái tài chính và tiền bạc đó. Hai cái lá bài đó nó làm cho mình hơi băn khoăn một chút xíu. Vậy thì nếu các bạn đang có những cái trăn trở, đang có những cái suy nghĩ này kia khác nọ, thì thứ nhất, mình đang cảm giác là bạn chưa đánh giá đúng hoàn toàn một cách chuẩn chỉnh cái hoàn cảnh của bạn. Nó vẫn đang có những cái góc mà bạn chưa nhìn, bạn chưa thông suốt được. Vì nó có một cái sự chi phối ở đây. Mấy cái con chuột này nè, nó có cái sự chi phối. Ở đây mình đang nhìn thấy là có thể là bạn đang bị một vài những cái sao nhãng. Rồi, thậm chí cả là công ăn việc làm kéo theo cái tiền bạc tài chánh suốt cái khoảng thời gian qua trước khi chúng ta gặp nhau trong cái trải bài này nè. Nó không được như cái ý của bạn muốn, nó hơi rối, nó hơi chật vật một chút xíu cho các bạn về cả mối quan hệ, cả về cái công ăn việc làm và tiền bạc tài chánh. Rồi, và rốt cuộc cuối cùng nó đã đẩy các bạn đến một cái giai đoạn, đến một cái tình trạng mà mình nhìn thấy có thể là các bạn đang suốt thời gian qua có thể bạn hơi thu mình lại hả tụ hai. Bạn thu mình lại như vậy là để bạn nhìn ngó lại bản thân của mình thôi. Rồi có những cái mà như mình nói đoạn đầu khi vào trong cái trải bài đó, bạn đang giống như kiểu là nó có những cái cân nhắc, rồi kiểu như bạn muốn không biết là kế tiếp mình sẽ phải nên làm gì, làm tiếp ra sao, sẽ thế nào nữa đó, nó giống giống vậy. Thì ở ngay cái lá bài đại diện chọn tụ của các bạn, The Hermit nó là ẩn sĩ, và bạn sẽ thấy cái ông mèo, lão mèo này đang cầm một cái bóng đèn, giống như đi tìm một cái ánh sáng, giống như các bạn tụ bài số 2 vậy. Bạn đi tìm một cái ánh sáng có nghĩa là bạn đang đi tìm một cái hướng nào đó chăng, bạn cần một ai đó tư vấn chăng, bất kể là ai nhé. Thì ngay bên dưới nó có một cái lá bài là Lost Compass, là một cái la bàn bị lạc mất.
Cái lá bài này nó đang thể hiện cho mình nhìn thấy rất rõ là bất kể bạn đang muốn tìm cái gì ở bên ngoài, cách nào đó, con đường nào đó, một ai đó kéo bạn ra khỏi cái rối rắm mà nó bị diễn biến suốt khi chúng ta gặp nhau trong cái trải bài này nè, thì đấy không phải là hướng đâu. Cẩn thận nó lạc, vì cái lá bài này đang muốn kéo các bạn từ bài số 2 lại. Kéo bạn lại thì bạn mới gặp được năng lượng của sự thịnh vượng, tốt đẹp hay là may mắn mà cái trải bài này đang hướng các bạn đến. Phải kéo bạn lại, còn không là bạn đi lạc là tìm không có thấy sự thịnh vượng, đi lạc là tìm không thấy cái gì cả. Kéo lại đây có nghĩa như thế nào? Cái lá bài The Hermit này là năng lượng của một cái người tư vấn, một cái người thầy, một cái người giúp đỡ, một cái người dẫn đường. Nhưng mà nó đến từ rất nhiều bên trong con người của các bạn, tụ bài số 2. Đó. Cho nên lúc nãy mình nói, thời gian qua nếu mà bạn có hơi hơi thu mình lại rồi bạn đi tìm cái gì đó, thì khi bạn đã thu mình lại ở yên, có nghĩa là quay trở về, mọi câu trả lời nó nằm ngay trong cái hiểu biết của các bạn tụ 2, trong trái tim của bạn tụ bài số 2, trong cái năng lượng, trong cái trực giác của các bạn tụ bài số 2. Tất cả nó nằm ở đó cả. Find balance. Tìm kiếm lại cái sự cân bằng của các bạn thuộc bài số 2. Nó nằm ở các bạn hết á. Vì cái lá bài Gentleman này, bạn thấy một ông mèo. Ha, oh, ok. Bạn sẽ thấy nó rất là hay, tụ 2. 1, 2 và 3. Cả ba lá bài hàng dọc này là ba loại bài khác nhau hoàn toàn. Oh, ok. Mà tự nhiên một cách vô thức ở đây nó có mèo. Rồi đây là bài Tarot thì mèo. Còn cái bài này là bài Lenormand, nó lại có mèo, một cái sự trùng hợp. Và đây lại là mấy con chuột, thì bạn sẽ thấy rất là hay, hai bộ bài rõ ràng nhìn là nó phải khác nhau, nhưng mà tự nhiên cái bài này nó trị cái bài kia, bạn nhìn thấy không? Đó, thành ra ở đây My đang nhìn thấy là các bạn tụ bài số 2, rõ ràng bạn đang có một cái cơ may, cái dịp này nè, sắp tới thì chúng ta gặp nhau trả bài này, sắp tới đây. Nó có một cái dịp mà bạn sẽ nghĩ được thông suốt khi mà bạn chỉ tin vào bản thân của mình. Rồi, tin vào bản thân của mình thì bạn sẽ đưa ra được một cái quyết định rất quan trọng. Và cái quyết định đó diệt chuột. Cái quyết định đó diệt chuột có nghĩa là như thế nào? Cái quyết định đó sẽ giúp bạn tháo gỡ cái hơi hơi rối rối một chút xíu, hơi hơi khó khăn một chút xíu về tiền bạc và tài chánh. Thì dĩ nhiên là công ăn việc làm đó, thì nó mới hóa giải được tiền bạc tài chánh đó. Rồi cái quyết định đó của các bạn, cái lựa chọn đó của các bạn, nó có thể sẽ giải quyết, loại bỏ được mấy cái người mà linh tinh lang tang, để cho bạn có thể sàng lọc, kết nối lại và làm ăn hoặc là giao tiếp qua lại với những cái người mà nó chất lượng một chút xíu. Còn lại chuột là tiễn. Đó. Vậy thì trong cái trải bài này bạn nhớ giúp mi, thời gian qua nếu mà bạn đi đâu đó, bạn đi đâu đó mà bạn cứ tìm người này, từ kia, đi này không phải là đi thực tế đâu, đi có nghĩa đi trong suy nghĩ nè, tìm người này, tìm người kia, tìm hướng này, hướng nọ, thì hãy nhớ, chỉ có bạn mà thôi, tụ bài số 2 nhé. Vậy thì ở trong cái trải bài này, điều này có nghĩa rằng là cái năng lượng thịnh vượng mà đang đến với các bạn tụ bài số 2 á, ở đây là bạn không sớm thì muộn, rút cuộc cuối cùng á, bạn đã thay đổi, không có gọi là mông lung hay là không có theo kiểu là rối giống như trước đây nữa. Là một cái năng lượng, là một cái sự thịnh vượng về năng lượng, một cái sự thịnh vượng về đầu óc sáng suốt. Rồi, sau đó bạn sẽ xác định được cái hướng mà tự bạn sẽ phải nên làm cái gì. Rồi, với cái lá bài Page of Cups và Page of Pentacles. Ok, cho mình nhìn cái lá bài này một chút xíu nhé. Alright. Compliments from an admirer là nhiều những cái sự khen đó, từ những cái người mà người ta hâm mộ các bạn tụ bài số 1. Tuyệt vời. Điều này có nghĩa rằng là vì sao người ta hâm mộ, vì sao mà lại có cái lời khen? Nếu như mà ai đó họ giúp được cho bạn thì công là công của họ, sức là sức của họ, hà cớ gì phải khen các bạn. Cho nên cái lá bài này, bạn hình dung nó rất là hay, vì mi không biết đặt nó vào đâu và mi đặt ngay giữa cái lá bàn mà bị lạc hướng của các bạn tụ 2. Bạn có nghĩ rằng để nhận được lời khen thì bạn phải tuyệt vời chuẩn chỉnh, để có cái admire, cái người ngưỡng mộ, thì bạn phải có cái gì đó tuyệt vời chuẩn chỉnh. Quay trở lại là như vậy, vì bạn đi lạc đó, suốt khoảng thời gian qua, giờ bạn ngừng lại, bạn không đi lạc nữa, tự bạn nghĩ, tự bạn quyết định, có nghĩa là bạn chuẩn chỉnh thì người ta mới khen bạn. Bấy nhiêu đây thôi là một cái lời khẳng định cho các bạn tụ bài số 2 rồi đó. Ở đây mi đang có một cái sự băn khoăn nhẹ nhẹ. Thực ra cái lá bài Six of Wands này nó thể hiện cái sự thắng lợi, chiến thắng. Cái lá bài đó lúc nào cũng mang cái năng lượng chiến thắng cả.
Xin vũ trụ cho các bạn tụ hai thấy rõ năng lượng của lá bài Six of Wands. Four of Pentacles. Five of Cups. Five of Cups. Và bánh xe số phận. Hay chưa? Bánh xe số phận. Nó giống cái lá bàn mà bị lạc này của các bạn này. Thôi thì chúng ta tóm lại với nhau tụ hai. Cái năng lượng thịnh vượng tốt đẹp của các bạn á, nó cái lớn á, cái năng lượng nổi bật nhất là bạn đã có thể sáng suốt, tỉnh táo để bạn có thể có một cái quyết định dứt khoát. Tỉnh táo, thức tỉnh, thức tỉnh thì đúng hơn, thức tỉnh, bạn đánh giá lại đúng tình hình. Vì nhìn chung là suốt khoảng thời gian qua, vì bạn không đánh giá đúng, bạn không có có cái nhìn tổng quát về toàn bộ mọi việc nó xảy ra suốt khoảng thời gian qua. Vì sao nó lại có nhiều những cái rối rắm như vậy? Nó đến trong hoàn cảnh công việc, mối quan hệ, cảm xúc đủ hết các kiểu. Và bạn đã cố thế này, bạn đã làm thế kia, bạn đã chịu đựng thế nọ. Nhưng mà rốt cuộc cuối cùng bạn nhận ra, ô, tại sao nó lại là như vậy? Bạn bị lạc hướng thôi. Tóm lại, cái năng lượng thịnh vượng là bạn đã tỉnh hồn ra và quay trở lại đúng cái hướng của mình. Và bạn nhận ra đấy, thực ra là từ đầu đến giờ My sen kể là My đã có nói đến hoàn cảnh của bạn một cách đó rất là rõ ràng, chính xác rồi. Tại vì khi mà My lấy ra bài thêm như thế này là giống như suốt khoảng thời gian qua người ta bạn bị nhiều cái sự dẫn dắt nó không có đúng ấy, cho nên đây là một cái thời điểm giống như bạn quay lại, bạn có một cái góc nhìn nó khác hoàn toàn so với trước đây. Thì bạn nhận ra được ngay đúng chính xác là mình đang ở đâu trong cái tình huống này. Đấy là bạn hình dung ngay từ lá bài đại diện chọn tụ là vì sao bạn là như này. Là tụ bài số 2, với năng lượng này bạn là người rất là thông minh, nhạy bén, cái tính logic ở trong đầu của các bạn rất là cao. Nam nữ giới tính không có quan trọng đâu, năng lượng của bạn rất là sáng suốt. Nhưng mà bạn hình dung tại sao một người thông minh, sáng suốt, nhạy bén, quyết đoán và đâu ra đó nó luôn luôn phải rõ ràng và có cái tính hợp lý ở đây đối với các bạn, mà suốt khoảng thời gian qua bạn lại bị cái này, bị cái kia, bị cái nọ. Đó, bạn sẽ phải đặt ra một cái câu hỏi giống như vậy. Thì tí tình huống của bạn như vậy, mình chỉ cần một cái năng lượng thịnh vượng, mình chỉ cần một cái năng lượng tốt đẹp may mắn á, là nó làm cho mình lấy lại được cái phong độ của mình ngày xưa, phong độ vốn dĩ của các bạn tụ bài số 2 mà thôi. Vậy thì trải bài này nó có cái sự thịnh vượng đó, nó có cái năng lượng là bạn thấy là bạn lấy lại được cái phong độ của ngày xưa. Nó là như vậy tụ bài số 2 nhé. Khi mà bạn nhận ra được nhiều thứ, bạn thay cái góc nhìn á, bạn nhận ra được nhiều thứ và bạn thấy bạn đang bị dẫn, suốt khoảng thời gian qua bạn bị dẫn đi. Và bạn đã trông cậy, bạn đã tin về một vài những cái đối tượng song hành bên bạn. Nghĩ tưởng rằng là vui, nghĩ tưởng rằng là thật lòng với nhau, nhưng mà nó hơi ngược lại một chút xíu, nó gây cái sự sao nhãng và thiệt hại cho các bạn tụ bài số 2 nhiều hơn. Đấy, và thì quay lại cái năng lượng thịnh vượng của trải bài này là bạn bứt ra, tỉnh ra. Là chặn lại, không cho cái điều đó nó diễn biến, đó là đã đủ thịnh vượng rồi. Ngừng lại, không trượt nữa là đã đủ rồi. Đó, thành ra ở đây mình đang nhìn thấy các bạn cắt hết hoàn toàn những cái linh tinh lang tang. Vì bạn đã đánh giá lại đúng tình huống, cắt hết hoàn toàn và bạn không chịu đựng như vậy nữa. Bạn nắm lại được cái gọi là cái quyền quyết định, cái thế chủ động của các bạn. Mà bởi như vậy đó, cho nên nó mới chuyển qua một cái giai đoạn mới hoàn toàn, là bạn độc lập, là bạn tỉnh. Đó, nó có một cái sự dẫn đường đó cho các bạn độc lập và tỉnh. Nè, ở đây như hai cái lá bài Door và Archway, hai cái lá bài này nó đều mang một cái năng lượng là cơ hội mới. Cả hai cái này đều là cơ hội mới hết. Nhưng mà cái cơ hội ở đây có nghĩa là bạn đã làm lại được mọi thứ từ đầu đó. Nó giống vậy, làm lại được mọi thứ từ đầu. Và bản thân của bạn thì đã hóa thân, thay đổi rồi, lấy lại được cái phong độ, thoát ra khỏi cái giai đoạn suốt khoảng thời gian vừa qua. Nó là như vậy. Thảo nào, đó là lý do lúc nãy mà khi My nhìn thấy cái lá bài Wheel of Fortune là bánh xe số phận, có nghĩa là cái vận số nó phải thay đổi rồi. Nhưng mà mình đang băn khoăn mãi không hiểu vì sao nó lại xuất hiện cái bánh xe số phận như thế này ở đây. My đã hiểu rồi, do bạn thay đổi, hành vi của bạn thay đổi, tất cả mọi thứ bên trong con người tụ bài số 2 thay đổi, cho nó kéo cái diễn biến hoàn cảnh xung quanh ở ngoài nó thay đổi để chấm dứt hết tất cả những cái rối rắm, bao gồm cả về cái sức khỏe của các bạn nè, rồi tiền bạc tài chính, công ăn việc làm luôn. Nó mở ra một cái giai đoạn mới rồi các bạn nhé. Nơi đó bạn nắm thế, nơi đó bạn nắm chủ. Tụ bài số 2, đó là cái thịnh vượng mà bạn sẽ nhận được tụ bài số 2. Xin phép là My sẽ tạm ngừng ở đây.
Chúc các bạn luôn luôn giữ được cái phong độ trường kỳ của mình giống như vậy. Và không biết tụi bà sai bạn đó đang có trông chờ là cái thịnh vượng theo kiểu là có tiền tới hay có tình tới hay có cái gì hay không, thì cái trải bài này của bạn là cái trải bài nó to lớn hơn như vậy rất nhiều. Lấy tìm lại được chính mình, lấy lại được cái phong độ và mở ra cho mình một cái chặng mới mà nó sạch sẽ, gọn gàng, tinh tươm hơn cho bạn, để bạn tiến về phía trước. Đó, đây là một cái trải bài chiến thắng chính mình. Đây là các bạn, tụi bà xoay đây còn to lớn hơn nữa rất là nhiều. Tuyệt vời, tụi bà xoay mình xin phép là ngừng đây. Và mong bạn hãy luôn ủng hộ mình với, bấm vào nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp mình, bấm like, yêu thích video này, và cho mình thật là nhiều bình luận vào bên dưới. Cảm ơn tụi hai. Xin chào tất cả các bạn. Tụi ba đây là viên đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Tụi ba chúng ta đang xem là năng lượng thịnh vượng tốt đẹp nào đang đến với bạn. Trước khi đi vào trọng tâm, hãy cùng nhau làm sạch năng lượng trải bài của tụi ba nhé. Khi mà mình lấy từng các lá bài của các bạn tụi ba, nó có một cái sự trùng hợp rất là hay. Các bạn sẽ thấy ở đây nó có cái chữ gate là cái cánh cổng. Bên này cũng là gate là cái cánh cổng luôn. Cổng của tiên, còn cái này là cổng của trời. Ok, giống nhau cả, cổng của đấng bảo hộ. Vậy thì rõ ràng nó có một cái cánh cửa, nó có một cái cánh cổng đang mở ra đây nè các bạn. Điều này nó khớp hoàn toàn với một cái năng lượng ở phía trên này. Nghĩa rằng là một cái năng lượng phước lành, một cái năng lượng thịnh vượng tốt đẹp á, đang đến với các bạn tụi bà số 3 ở phương diện giống như một cơ hội nó mở ra cho bạn dễ hình dung nè. Một cơ hội nó mở ra trong cái chuyện công ăn việc làm của các bạn, giống như nó chuyển qua một cái giai đoạn mới. Mà bạn thấy là tự nhiên mọi chuyện nó có vẻ là thuận lợi hơn. Rồi nó kéo cái lá bài này nó mang năng lượng về cái sự thịnh vượng của tài vật đó. Vậy là mình nhìn thấy là một cái giai đoạn mà công ăn việc làm của các bạn tụ bài số 3 nó chuyển hướng tốt hơn. Cái cánh cửa cơ hội mới nó mở ra nè. Nhưng mà My vẫn có cánh cửa mới nó mở ra, có nghĩa là đang chuyển qua một cái giai đoạn, chuyển qua một cái hành trình mới, có nghĩa là cái hành trình cũ, cái giai đoạn cũ là nó kết thúc, nó đóng lại, nó dừng lại các bạn nhé. Vì ở đây nó có một cái cascade là someone going out of your life for the end of situation, là có một ai đó đang rời khỏi, bước khỏi cái cuộc đời của các bạn tụi bà số 3, hoặc là một cái tình huống nào đó nó kết thúc, the end, kết thúc đó. Cánh cửa mới nó mở rồi mà, qua bên kia còn là bên này đâu còn nữa, đóng lại kết thúc. Nhưng mà ở đây, đấy cái chỗ này nè, ngay từ cái lá bài đại diện chọn tụ của các bạn tụ bài số 3 thì My đã nhìn thấy cái sự hơi có kiểu là cân nhắc, nó hơi hơi giống cân nhắc, nó hơi hơi kiểu là chưa hoàn toàn là hài lòng, tự tin. Bạn cần phải có nhiều những cái sự lựa chọn vì bạn không chắc lắm là một cái giai đoạn mới nó mở ra như thế này nè, nó thực sự là tốt hay chưa đó. Mi cảm giác được nó toát lên trong cái trải bài này là như vậy. Rồi cả cái lá bài lover này, bạn khó lựa chọn. Vậy thì bạn đang cần thêm dữ liệu, bạn đang cần thêm cái sự tự tin để bạn có thể chắc chắn rằng là cái giai đoạn mà nó chuyển đổi như thế này nè, hoặc là một cái cơ hội mới mà nó xuất hiện như thế này nè, là tốt. Để bạn tự tin hơn, để bạn dễ lựa chọn, để bạn dễ quyết định hơn thôi. Vậy thì kế bên cái lá bài này nè, tụ bài số 3, kế bên lá bài đại diện chọn tụ, bạn có một lá bài Six of Wands. Nó cho mình quay lại bạn nhé. Nó cho mình có một cái cảm giác được rất là mạnh ở trong cái trải bài này của các bạn, là nó giống như là bạn đang, cái lo lắng trong lòng của các bạn, cái lưỡng lự trong lòng của các bạn là nó bị lệch hướng rồi. Nó bị lệch hướng. Nhưng khó trách tụ 3 là bởi vì với lá bài Nine of One này, mình nhìn thấy được cả Rat. Là trước khi chúng ta gặp nhau trong trải bài này, bạn chưa nhận diện ra được là cái phước lành hoặc là cả thịnh vượng gì 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 nó tới cả. Mà trước khi đó,
Rõ ràng là bạn đã chông chênh rất là nhiều, một mình bạn đã phải chống trụ lại, bám trụ lại. Bạn loay hoay với bao nhiêu cái thứ nó tác động và nó chi phối đến cuộc sống và công việc của các bạn. Với cái bài rush này là cũng có người không hay nữa. Rồi cũng cả gọi là có nhiều người họ tác động chi phối làm cho bạn sao nhãng trong cái phần công việc của bạn nè. Rồi tiền bạc tài chánh, mình nghĩ là nó với lá bài rush này nó không được như ý bạn muốn đó. Bạn loay hoay, bạn chông chênh một mình rồi, cho đến khi tự nhiên cái nó có một cái cơ duyên, nó có một cái cơ hội, nó có một cái năng lượng mới nó mở ra, bạn còn chưa thực sự tự tin và tin tưởng là điều đáng để dễ hiểu. Rồi không hiểu sao trong trải bài của bạn nó có một cái August, là cái tháng 8 nó lại xuất hiện. Nên đôi khi là cái thời gian tháng 8 nó như mình nhìn ở đây là nó sẽ không có nhiều những cái hay ho xảy đến với các bạn. Tuy nhiên tất cả các trải bài của mình đều là timeless, là không có thời gian cố định. Thành ra là bạn hãy liên hệ, liên kết với cái tháng 8 gần nhất khi bạn xem cái trải bài này giúp mình nhé. Rồi quay trở lại cái trải bài của các bạn. Four of Cups, The Magician. Cái lá bài The Magician này nó làm cho mi nhìn thấy được là cái khoảng thời gian qua đúng là nó chi phối, nó tác động đến các bạn tụ bài số 3 nhiều lắm. Nó gần như nó làm cho bạn hơi bị có cái phần hơi bị mất tự tin ở trong này, lạc hướng và bị mất tự tin đó. Nên có lẽ là đó là lý do mà lá bài The Hangman nó xuất hiện trong trải bài của các bạn. Rồi không sớm thì muộn, tụ bài số 3 bạn sẽ có cái góc nhìn nó khác đi, mà không bị chi phối bởi cái quá khứ trước đây, là bạn trông trên thế này, là bạn trông trên thế nọ, lạc hướng nó nãy mới nói với bạn. Rồi nó làm cho bạn bị mất đi cái tự tin. Rồi không sớm thì một bạn sẽ nhìn ở cái góc khác thôi. Tại vì loay hay lọ mọ mãi với cái trạng thái cũ nó đâu có được cái gì tốt đâu. Đó, mà bây giờ rõ ràng là bạn đang thấy nó có một cái điều mới mẻ nó xảy tới. Thì thành ra là bạn đang nghĩ rằng là phải phá vỡ đi cái giống như cái niềm tin cũ ở trong lòng của mình á. Nó không phải là cái niềm tin mà đúng chữ, nó phải là một cái sự tin á. Có nghĩa là mình cứ đang bị không thuận lợi, rồi cho đến khi mà nó có một cái cánh cửa, một cái chìa khóa nó xuất hiện, thì mình cứ nghĩ rằng là mình không có cái thuận lợi đó, cái sự tin đó đó. Thì không sớm thì muộn bạn sẽ thay đi cái góc nhìn và bạn phá vỡ đi cái sự tin đó, và cho mình đủ được cái sự bình tĩnh. Đó, nó kiểu vậy. Ô, khi mình nói là cái sự tin đó đi, nó có hai cái chìa khóa nè bạn. Chìa khóa. Ở đây nó cũng có một cái chìa khóa nè. Đó. Ha, đều có chìa khóa. Sky là cái cúp. Mình vẫn nghĩ là như vậy. Do bạn cứ không tin rằng là đã có thay đổi tới đó. Cứ trông trên, chống đỡ mãi, loay hoay, lọ mọ mãi. Thành ra đến khi mà nó phải có một cái điều mới mẻ tới rồi thì bạn là phải đưa ra một lựa chọn này. Chúng ta nhìn với nhau kỹ cái lá bài đó một tí. Xin vũ trụ cho các bạn tụ bài số 3 thấy rõ năng lượng của lá bài Ace of Pentacles, Knight of Wands này, Judgment này, King of Wands, King of Pentacles. Mình lấy lá bài này nữa bạn nhé, cảm giác như muốn xuất hiện trong trải bài của các bạn. The Chariot, ok, đẹp lắm. Three of Pentacles. Vậy là cái sự tin của các bạn tụ bài số 3 suốt khoảng thời gian qua là ở đây nó lúc nãy hình như mi có nói với bạn là có người làm cho bạn chi phối và bạn bị lạc hướng. Vậy thì hay lắm, khi mi đặt lá bài này nó lại nối liền với lá bài này, hai lá bài này nối liền năng lượng với nhau. Nó đang cho mình thấy chính xác là bạn bị lạc đường suốt khoảng thời gian qua. Còn nguyên nhân vì sao mà bạn lạc đường ở đây là có thể là bạn không nhận được nhiều những cái sự hợp tác, phối hợp, hỗ trợ cho bạn trong công việc suốt khoảng thời gian qua. Trong trên chỉ có một mình thôi, cho nên nó sinh ra, nó tạo thành một cái sự tin á. Cái sự tin là mình phải loay hoay lọ mọ. Đó. Rồi thì với cái năng lượng này, bắt đầu là bạn đã cảm nhận, bạn ngẫm nghĩ lại suốt cả một cái quá trình luôn.
mình cứ phải loay hoay lọ mọ đi tìm một cái điều gì đó cho nó tốt hơn, cứ loay hoay lọ mọ mãi như vậy cho đến khi cái điều nó tốt hơn nó xuất hiện, thì bạn vẫn còn chưa tin rằng ô điều tốt hơn xuất hiện rồi hay sao đó. Nó giống vậy. Thì ở đây mình nhìn thấy là cái công việc của các bạn, the bowl, mình đang muốn nhìn thấy cái này chính xác là the ring, ok, chuyển giai đoạn, the ring. Mình đang muốn xem thực sự có phải bạn tìm được một đối tác mới hoàn toàn, hoặc là một cái người đồng nghiệp mới hoàn toàn, một cái người song hành mới hoàn toàn hay không á. Mình đang muốn tìm xem cái đó. Vậy thì quay trở lại cái Ace of Pentacles này, nó không phải là cái người mới hoàn toàn xuất hiện đâu, mà chỉ có là bạn đã phá vỡ cái sự tin cũ như từ nãy đến giờ mình vẫn nói như vậy. Và bạn hoàn toàn thay đổi cái góc nhìn về bạn, đánh giá lại suốt khoảng thời gian vừa qua. Bạn tìm lại được cái hướng để bạn tự trụ này. Vì cái này King of Pentacles và King of Wands, mình nhìn thấy giống như bạn tự xoay sở. Bạn tự xoay sở, bạn tự tìm cách làm việc, bạn tự tìm cách giải quyết. Và bạn, vì cái lá bài The Magician này, nó giống kiểu lúc nãy mình thấy lá bài này, nó cho mình nhìn thấy được các bạn mất đi cả cái sự tự tin. Nhưng mà giống như là bạn cũng không thực sự là đánh giá đúng cái tình hình hoàn cảnh của mình á. Rồi xong sau cuối là bây giờ bạn đã bắt đầu biết tận dụng giờ người này, hoàn cảnh, tận dụng hoàn cảnh. Giờ người này họ không có phụ, người này họ không có phối hợp, người này họ không có song hành với mình. Mình tìm cách khác, mình tự mình dấn thân đó, cái kiểu như vậy, tự mình xoay sở. Thì hỏi là bạn có làm được việc đó hay không? Với lá bài King of One là hoàn toàn làm được, chả có vấn đề gì cả. Vậy thì để mình tổng hợp lại nha, tình huống của các bạn là bạn hiểu rõ rồi, ok. Và tự thân vận động, tụ bài số 3, tự thân bạn vận động. Sau suốt cái khoảng thời gian qua, chuyện nó không như ý bạn, thì nó đã trau dồi, nó giúp cho các bạn có nhiều những cái kỹ năng. Nhiều những cái sự bình tĩnh. Và bạn đã chấp nhận được cái hoàn cảnh hiện tại, bạn thay đổi góc nhìn và tự bạn, tự thân vận động đó. Tự bạn đã chuyển hóa cái tình huống hoàn cảnh công việc của các bạn. Bạn tự tìm hướng, bạn tự tìm đường tự thân để mà bạn có thể xác định là bạn cần phải làm cái gì. Và vì cái lá bài này mang năng lượng của tài vật nè, lá bài này cũng mang năng lượng của tài vật, cho nên mình đang nhìn thấy bạn tự xoay chuyển tình hình và bạn đã làm cho cái công việc của bạn nó thuận lợi, nó dễ dàng hơn. Và nó mang đến cái giá trị của tiền tài đó cho các bạn. Vậy thì đây là cái trải bài hỏi là năng lượng thịnh vượng suốt khoảng thời gian qua nó đang thổi tới các bạn. Tụ bài số 3 là cái gì? Đây là bạn đã nhận diện ra được, bạn hiểu được thực lực, bạn hiểu được chính cái khả năng của bản thân của mình là gì, thu thập thêm rất là nhiều những cái kỹ năng, nhận diện bản thân, phát triển bản thân, kỹ năng của bản thân đó. Rồi sau đó là bạn đã tự tìm ra con đường để mà bạn chấn chỉnh lại công việc của mình, để bạn giải quyết công việc của mình. Rồi, và loại bỏ những cái sự không cần thiết ở đây. Ví dụ như người ta không có hợp tác với bạn, người ta không có phối hợp với bạn, không cần, không làm phiền bạn được, bạn loại bỏ, bạn thay đổi góc nhìn. Đó, ở chỗ là như vậy. Vậy thì nếu nói là một cái sự thịnh vượng theo kiểu là tài lộc nó mở ra cho bạn cũng được, nhưng mà nó chưa có đủ cho cái trải bài này, vì bạn còn nhận diện, hiểu được bản thân mình, hiểu được thực lực của bản thân mình, phát triển được bản thân, trau dồi được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng nữa, và mở đường cho mình, tự tìm đường cho mình. Như vậy nó mới đủ một cái gói mà năng lượng thịnh vượng đang đến với các bạn. Thuộc bài số 3, bạn tự tìm lại được cái sự tự tin, và đây là một cái năng lượng stretch mà nó gần giống như là thức tỉnh, giống như là bạn rút cuộc cuối cùng đã chấp nhận cái hoàn cảnh của mình nó là như vậy, tự thân vận động, sau đó là bạn ngẫm nghĩ, đánh giá xuyên suốt, và bạn bừng sáng lên như vậy, và tự mình đứng dậy, tự mình mở đường cho mình. Đó là công việc nè, cuộc sống là mọi thứ nó suôn sẻ, mọi thứ nó trôi chảy trở lại. Đây là trải bài, nó cũng mang cái năng lượng các bạn tụ bài số 3 được hóa thân đó, phát triển hơn là hóa thân rồi. Đó, nó là như vậy các bạn. Chốt lại như vậy.
nên rốt cuộc cuối cùng cái lá bài Magical Gateway và The Farther Gate, hai cái lá bài cánh cửa này á, là thực sự cái nghịch cảnh nó đã tạo ra cái cánh cửa này, hoàn cảnh không thuận lợi tạo ra cái cánh cửa, cơ hội này cho các bạn tụ bài số 3 để bạn mở ra, bạn qua bên kia là bạn thành người khác. Tốt hơn, phát triển hơn, nãy giờ mới nói đó, thành cái người khác, rồi tự tin hơn, rồi tự tạo thời cho mình thôi, tự tạo cơ hội, tự tạo thời cho mình, tốt đẹp cho mình để tụ bài số 3, nó là như vậy. Rồi ok, mình xin phép ngừng ở đây các bạn nhé. Chúc mọi sự thuận lợi và cái hành trình phía trước của bạn nó sẽ có nhiều những cái điều tốt đẹp như vậy, nhiều những cái người mà họ gọi là hỗ trợ giúp đỡ cho các bạn nhiều hơn nữa tụ bài số 3. Chúc may mắn, mình xin phép ngừng ở đây. Mong bạn hãy luôn ủng hộ mình với bấm vào nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp mình, bấm like yêu thích video này và cho mình thật là nhiều bình luận vào bên dưới. Cảm ơn tụ 3.